tình không được khỏe, da dẻ xanh xao, mà còn sụt ký liên tục nữa. Bà ấy giấu thuốc ở đâu chứ? Dì Chúc, tôi xin quyên góp toàn bộ tài sản cho quỹ phúc lợi của tập đoàn GM. Người thuyết trình tuần sau chính là chủ tịch tập đoàn GM. Thời trang thì luôn nhấn mạnh vào TPO. Tôi có một câu hỏi. Cho hỏi, ai đặt bánh vậy ạ? Là tôi đặt đó. Tôi thích cô.